để cho mẹ biết là con cũng không có thua kém chị con. Với lại là con cũng muốn mẹ được một lời tự hào về con. Nhưng mà con muốn hỏi mẹ, mẹ có bao giờ cảm thấy tự hào về con chưa? Đến với chương trình, em không biết là mình có thể thực hiện tốt được không, tại vì em là một người hơi sợ đám đông. Xin chào chương trình Hiếu Niên Nói. Mình tên là Song Dung My, học lớp 11 D2, trường Trung học phổ thông Gia Định. Hôm nay con muốn giải thích cho mẹ biết lý do tại sao mà và năm lớp 7 con đã cố gắng phấn đấu thì cả năm đại học nhất. Lúc mà cuối năm lớp 6 á, mà con được hạng 3, lúc đó chị Liên học lớp 8 được hạng nhất á, con thấy á, mẹ đi đâu mẹ vẫn biết cái hạng chị Liên thôi, mẹ không có đến động tới con, thì đứa con rất là buồn. Có những câu chuyện nó hình thành trong một thời gian em chỉ có thể tâm sự với bạn bè được mà không tâm sự với gia đình được. Vì thế á, con đã cố gắng đến lớp 7, cả năm con đều được hạng nhất, để cho mẹ biết là con cũng không có thua kém chị con. Với lại là con cũng muốn mẹ được một lời tự hào về con. Nhưng mà con muốn hỏi mẹ, mẹ có bao giờ cảm thấy tự hào về con chưa? Nếu mà mẹ có nói gì, có làm gì cho con buồn thì mẹ xin lỗi. Nếu mà mẹ có nói gì hoặc làm gì để con hiểu lầm là có lúc nào mẹ cũng thiên vị với chị con thì không phải vậy đâu. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, vì khi mẹ lấy tấm gương của chị ra để mẹ nói. Thực lòng thì mẹ không phải là thương chị hơn thương con đừng nghĩ vậy. Thực ra mẹ rất tự hào về con. Mẹ thương đều ba chị em, không bao giờ mẹ nghĩ là phải thương đứa này hơn đứa kia. Đó lúc mẹ đi làm về mệt, mẹ cũng hơi cáu gắt thì mẹ xin lỗi con. Mẹ mong là lúc nào con cũng coi mẹ như bạn. Con có đừng có giữ trong lòng, con muốn bất cứ cái gì con cứ nói cho mẹ biết. Hôm nay con muốn chia sẻ câu chuyện này đến chương trình là để con muốn nhà mình sẽ hiểu nhau hơn. Vậy em cũng muốn xin lỗi chị Liên, vì đã có những lúc em hay cáu gắt, em hay cãi lời. Nhưng mà chị Liên vẫn luôn nhường nhịn em, chị Liên không bao giờ la em. Em rất xin lỗi và cảm ơn chị Liên. Liên muốn nói với My một vài điều. Các đứa nhỏ có nhiều khi là không phải My mà Liên, thậm chí lâu lâu Liên cũng bị so sánh với những bạn ngang hàng cùng lứa. Nhưng mà Liên không cảm thấy, nó chỉ không buồn thì là giả dối, nhưng mà thật sự Liên không muốn để tâm nhiều. Tại vì Liên biết những cái lúc đó mẹ không có ý hạ bệ mình, mẹ chỉ muốn là mình tốt hơn thôi. Với lại trong cái cuộc sống á, dù là bị nói trước mặt hay bị ngầm thì không ai thích cái việc bị so sánh hết. Nhưng mà mình phải chấp nhận là cái chuyện so sánh là cái chuyện rất là thường tình trong cuộc sống. Liên có những cái điểm mạnh của Liên và My cũng có những điểm mạnh của My nữa. Nhiều lúc thì không thể nào mình tránh khỏi cái chuyện mà mình mắc sai lầm, mình mắc cái gì trong cuộc sống. My không cần phải coi Liên là một cái tấm gương gì hết. My chỉ cần sống là My thôi. My có những cái điểm mạnh riêng. My có thể phát triển bản thân theo cái con đường của mình. Có thể là nhiều khi Liên hơi ích kỷ và Liên có hơi vô cảm với My. Cái này Liên xin lỗi và Liên hy vọng là My sẽ không vì cái vấn đề này mà cảm thấy cái giá trị bản thân mình bị hạ thấp. Thực ra là em có những lúc em rất là ghét chị Liên. Tại chị Liên mọi việc đều giỏi hơn, nhưng mà My thì cái gì cũng tệ hơn nhiều lúc. Mình cảm thấy rất là áp lực và vô dụng. Cho nên em rất là My hay cấu gắt cái chị Liên. My rất là xin lỗi, sau này My sẽ không như vậy nữa.
con rất thương chị Điên với mẹ. Mẹ cũng yêu con. Anh nghĩ câu nói đó là làm cho em ấm lòng rồi. Sau khi nghe chị nói ra những điều đó thì em cảm thấy là trong lòng đã có một sự thay đổi. Em nghĩ là mình sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Nhiều hơn đó là một sự có lỗi. Có lỗi vì em nhiều lúc em đã hiểu lầm mẹ với chị như thế. Cảm ơn chương trình. Cũng nhờ chương trình này mà hôm nay tôi mới biết được tâm sự của con mình. Thật ra hồi xưa giờ thì bé cũng không có tâm sự gì hết, tại vì lúc nào cũng giữ trong lòng. Hôm nay thì rất là xúc động, cũng rất là xin lỗi con gái vì mẹ cũng không hiểu tâm tư của con. Cảm ơn gia đình rất nhiều và hy vọng sau này gia đình sẽ luôn vui vẻ và chịu khó chia sẻ để hiểu nhau hơn ạ.